sau khi ươm mủ thành công các bạn nhé. Bây giờ phút này thì có thể là thành công rồi. Thì biết ra nhiều dễ không? Và nó cũng là cái tâm sự cũng như là cái quan tâm của đối với người ươm cây và ủ cây. Thế đây là một cái phôi mà tôi vừa giới thiệu với các bạn là đã thành công. Thì đây là toàn bộ cái hệ thống lá, anh bạn tôi vừa mới xuống hết rồi. Đây các bạn nhìn nhé, lá cũng đã già rồi nhé. Và đây là cái hệ thống cát ươm thân. Ở đây là một cái rễ. Một cái rễ. Thế bây giờ thì để nói là thành công hay chưa thành công, và tại sao lại nói đến việc góc độ là lên được rồi, tức là lên chậu đấy các bạn nhé. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là đối với cái cành này, đây, các cái cành nhánh này phát này rất là nhiều đây này. Hệ thống cành này phát rất là tốt đây. Đấy, đây là những cái mà chúng ta sẽ gặp lại để xác định nó là đã ra rễ hay chưa. Đó. Cái này bỏ được. Bỏ cứ từ từ sau lên thì sẽ tính. Đấy, thì đây để nói là khẳng định với các bạn luôn là nó có rễ rồi. Rễ rất là nhiều rồi. Còn nhiều hay ít nữa thì thực ra thì phải nhấc nó lên mới biết được. Còn có rễ hay không là khẳng định được với các bạn là đã có rễ. Đấy. Thế thì đấy, bây giờ rễ nhiều hay rễ ít thì mời các bạn tiếp tục. Phải nói với anh em là ngâm dâm bằng vải địa này. Đây này, rễ nó ra hết ngoài này. Nhìn này. Đây, rễ tơ này. Các bạn nhìn thấy tơ khả năng là đấy, các bạn đấy, đấy nó bắn ra. Như vậy thì khẳng định với các bạn là cái vải địa này rất tốt. Rất nhiều rễ. Và tôi chưa đưa cái này lên thì tôi khẳng định luôn với các bạn là rất nhiều rễ. Thế còn là lên nó có nhiều rễ hay không nữa thì ba cái là nhiều rễ. Và nhiều cái thì cũng là nhiều rễ. Thế nhưng mà đây là một cái quá trình ươm mủ cụ thể và cũng là một cái kết quả cụ thể. Và nó cũng là cái nội dung mà tôi vừa trình bày với các bạn, tức là chúng ta nhìn cành, nhìn các cái tay để đoán rễ. Đấy, vậy thì cái hiệu quả nó đến đâu thì ngay bây giờ tôi cùng với anh bạn sẽ tháo cái cây này và lên chậu để cùng giới thiệu lại với các bạn xem là cái nhận định của tôi là sai hay đúng. Có thể nhận định của tôi cũng sẽ là sai. Nhiều rễ. Đây nhiều rễ các bạn nhé, còn rễ thì đương nhiên là có rồi, chứ không thể không có rồi. Vì nó đã sống khỏe đến như thế này rồi thì nó phải là lên rễ rồi. Đổ mẹ ra. Hả? Đổ dài cho nó không. Cắt mẹ. Cắt thịt. Cắt bỏ này. Mà không phải cắt đâu. Đổ nó ra được. Dài đứng xe lại đây. Lại kéo xe máy lại đây. Mình là người có tiền. Ui dồi. Đổ. Không phải đổ. Đổ phát. Cứ bình tĩnh. Ông lật nó xuống, ông đổ ra thì ai giết người à? Được chưa? Lột. Lật. Đang nói chung là thành công rồi, nhưng mà đang tiết kiệm cái túi đó. Đang tiết kiệm cái túi các bạn ạ. Ai? Ô xí tè. Để xâm này. Tức là cố gắng là ăn tiếp cái phôi nữa các bạn. Cái túi này sẽ vào một cái phôi nữa các bạn nhá. Ra ngon chưa? Làm sao mà nặng nề. Không, từ từ. Ui giời này. Ông nghe thôi, ông mua lên. Ông mua lên đi đã. Xong bây giờ đơn giản quá. Ui giời. Cái này gốc nó là này. Gốc này. Không có gì. Cho nó lên ra. Sai quay xe vào đây cái tay. Vào cái chỗ chú đang gửi lên này. Nam ơi! Nam! Đây nhá, các bạn có thể nhận thấy là nó sẽ là rất là nhiều rễ, khẳng định luôn với các bạn. Đây các bạn có thể thấy đây. Đây là tại một cái điểm mà này tôi chưa lấy hết ra nhá. Rễ rất là nhiều đấy. Đấy, đây là một cái mà đấy các bạn có thể nhìn thấy là rễ rất là nhiều. Tháo hẳn ra đi. Nhẹ nhàng thôi. Để tí nữa còn bảo tồn. Rễ để còn là trồng. Đây các bạn có thể thấy một cái điểm này trên thân đây. Rất nhiều rễ đây các bạn. Đây. Nhiều rễ lắm các bạn nhá. À, như vậy thì để nói với các bạn là
cái nhận định của tôi vừa rồi là chuẩn, và không phải là vì tôi tháo ra rồi nên tôi dám phát biểu thế. Dễ này đẹp vì thực ra là những cái này nó là những cái kinh nghiệm đấy các bạn, kinh nghiệm của những người chơi đi trước, và tôi thì cũng chỉ là người học tập và được xem trực tiếp, được các anh các chị là trao đổi, và tôi cũng vẫn là trên tinh thần là trao đổi lại với các bạn để thấy được rằng là nó đơn giản, chứ nó cũng không đến mức độ mà kỳ bí và thần thánh như chúng ta vẫn nghe nói hoặc là nhìn thấy. Vì tôi xin lại được lạm dụng cái khoa học nông nghiệp một chút. Như ngày xưa thì tại sao bảo là cứ đánh ruồi thì nó hay chết, bởi vì là chưa đúng cái khoa học kỹ thuật thôi các bạn ạ. Còn bây giờ thì thoải mái rồi. Đấy, đây nha các bạn nha. Không muốn như này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy bộ rễ chưa? Con đứng lùi ra một tí, cẩn thận không được ngã. Đây nha các bạn nha, bộ rễ rất là tốt nha, tuyệt vời không? Đây là ủ 100% là tay bo các bạn nhé, không có sử dụng đất cát gì cả. Đây tôi có thể đo cho các bạn, rơi vào tầm độ 50 phân rễ. À, các bạn thấy khỏe chưa? Như vậy thì như thế này bảo đảm lên cây rất thoải mái các bạn nhé. Lên cây vào chậu ta bảo đảm được cái yếu tố về mặt nuôi trồng nữa là chúng ta có một cây chơi. Đấy, và bây giờ thì phần còn lại của chúng tôi đó là sẽ phải lựa chọn một cái thế dáng cây hợp lý nhất. Có lẽ là chơi đổ như này là hợp lý hơn các bạn. Tôi khả năng là tôi cũng sẽ đồng ý với phương án là chơi đổ như này. Chơi đổ như này nó mang tính nghệ thuật hơn rất là nhiều. Và cuối cùng quyết định như thế nào thì không thuộc về tôi. Để đúng lên. Nó thuộc về người chủ của cái vôi này. Không, đúng khả năng không đẹp bằng thế này. Thử. Bởi vì tất cả nó đang thuận như thế này. Đấy. Đứng thì cũng được thôi, bởi vì thực ra là chả có cái gì, mỗi một cây nó có nhiều cách trồng. Thế nhưng mà để đứng như này thì tôi nghĩ nó cũng không hay lắm đâu. Vâng quá. Nó hơi thuần, nó không nó cũng có một kiểu dáng nghệ thuật. Thế nhưng mà để khả năng là để nằm đây. Nhưng mà nằm bây giờ là phải đi kiếm cái chậu. Đứng như thế. Được. Tôi đang muốn chậu này hay là chậu tròn? Có hai chậu. Vứt chậu tròn ra đây. Đây nha. Các bạn có thể nhìn thấy rất thoải mái nha. Được chưa? Và đây là một trong những cái cụ thể về cái quá trình ươm ủ cây cảnh phục quản đã chia sẻ với các bạn và trao đổi với các bạn. Thế đương nhiên thì bây giờ nó chỉ còn là phương án, đó là chúng ta đi làm đẹp và chúng ta nuôi nó để tạo điều kiện tốt nhất cho cái cây này phát triển thôi. Cũng là một trong những kiểu văn nhân khá là hay các bạn nhé. Đây là con trồng này à? Bỏ quá. Ngoại trưởng anh Kim ơi. Thử lại cho xem nào. Đặt lên đây. Đi phải thử. Luôn đi phải thử. Thôi được. Vừa đấy. Cân chậu đấy. Cân chậu hơn cây đấy. Đẹp, đẹp. Có lẽ là cái chậu tròn này thôi các bạn ạ. Vì bác chủ bác quyết định rồi. Nó phải là chậu tròn. Và dịch ra đây thì điều kiện này cũng tốt này. Không sao cả, thế này được mà. Rồi, ok. Cho xe vào đây tí Việt đây. Thẳng vào chỗ này nhé. Vâng, và nếu như để như thế này thì bây giờ xuống chậu thì toàn bộ rễ nó phải bung xuôi này các bạn nhé. Và cố gắng là đưa những cái rễ này nó sang hai bên để tạo điều kiện cho cái bộ rễ này nó phát triển một cách tốt nhất. Thế đây là một trong những cái mà xác định cái phôi suối nó đã có rễ rồi, và đưa nó lên khỏi chậu, tiếp tục trồng nó trên chậu để tạo điều kiện thuận lợi nhất chúng ta nuôi và tạo tác. Thì đây là một trong những cái mà tiếp tục xin được chia sẻ và gửi tới quý vị và các bạn, những người đam mê dòng ruối và phôi ruối. Và có thể nói là trong cái quá trình xử lý và làm thì nó cũng
không có gì là khó khăn cả, mà điều quan trọng nhất là chúng ta nắm được cái các cái bước, đồng thời là chúng ta tỉ mỉ trong cái quá trình chúng ta làm thì sẽ đạt được cái hiệu quả. Và sau đây thì tôi với anh bạn cũng sẽ xử lý lại cái phôi này, cho đất, cho phân vào, sau đó thì xin được chia sẻ đến cái hình ảnh cuối cùng đến với các bạn. Vừa rồi là một cái kiểu là nó ra đổ, và bây giờ thì chúng tôi chuyển sang nó là đứng. Để quay xe vào đây con. Ui, cái này nhìn tầm này, nhìn đây các bạn có thể thấy đây, cái việc mà vào đây chúng ta trải cái rễ đều ra như thế này, đúng không ạ? Nên cho dịch ra đây để cái này mai sợi sợi cục đá. Sao? Đây phần rễ bên này cũng tương tự vậy các bạn nhá. À, thế này thì xin lỗi các bạn luôn, như tôi dám khẳng định luôn, cái bảo chết nó chả chết cho chứ đừng có nói là đây, tất cả những cái này nó nhẹ nhàng như thế này. Và sau đó thì chúng ta chuyển đất vào. Nhẹ nhàng thôi các bạn nhá. Khẳng định luôn với các bạn thì bảo chết cũng không chết cho, chứ đừng có nói là chúng ta sợ là việc thay chậu nó có vấn đề gì. À, và có thể là cái thời tiết hiện tại như bây giờ ngoài miền Bắc nó đang có dấu hiệu của cái việc mưa và trời âm u, cho nên là tiết trời nó cũng khá là thuận lợi đấy, thì tương đối đẹp. À, như vậy thì cũng sẽ phải một lần chỉnh bệ nữa các bạn, bởi vì là một là cái rễ này nó mới còn non nên nó yếu, thứ hai nữa là chúng ta mới lên như này là mới gọi là định hình cái dáng của cây thôi, còn sau này là nó còn liên quan đến cái việc là cây nó khỏe thì chúng ta sẽ có quyền là trô bệ, trô cái thứ ra, như vậy nó bảo đảm hơn. Nói tóm lại nó bảo đảm hơn nếu như bây giờ chúng ta tiến hành là bệ, và sau này khi nó khỏe hơn rồi thì chúng ta có thể là xử lý bằng đây. Vậy là tôi đã tiến hành là xử lý đưa nó lên chậu xong các bạn nhá, rất đơn giản thôi chứ không có gì nó là ấy cả. Và đối với cái cây này thì nếu như trời nó nắng ý, thì các bạn là phải để vào chỗ râm, còn đối với cái trời nó râm mát như này rồi thì nó rất là thoải mái. Cho phần à? Cứ cho phần non. Khổ qua thế này thì ông tưới phát thì nó thuộc đi tận đâu, đừng nén làm gì, cần gì phải nén. Hay tôi để phát xuống ngay, nhưng thôi kệ, mình tưới là không cần đâu. Thế thôi, nhẹ tay. À, kệ đứng sang góc kia rồi. Lấy toàn bộ khung cảnh đi, lấy toàn khung được chưa? Để xoay phát được chưa? Cần nghiêng nghiêng kệ nó, không phải nghiêng. Nghiêng sang này, kệ bên. Vâng, đây là cái hình ảnh cuối cùng của cái phôi ruối này khi lên chậu các bác nhé. Vâng, đấy, đây là những cái nét đầu tiên là tiến hành để xử lý nó. Và khả năng là anh chủ này còn quá cẩn thận hơn tôi cơ. Vì anh ấy còn kẹp phải để đứng giữ, nhưng mà cá nhân tôi trồng những con này là cũng không phải cần kẹp đâu. Vâng, nội dung hôm nay đến đây thì xin được dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo. Thay mặt những người làm chương trình, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến chia sẻ cùng trao đổi với cây cảnh Phú Quảng, tạo điều kiện cho kênh ngày càng phát triển hơn về mặt kỹ thuật. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.